Ôi trời. Ở đây một con ngã. Ôi. Sao sao? Không sao anh, tay đã. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của Theta Soccer. Hiện tại thì mình đang ở quảng trường 27 tháng 4 thành phố Bà Rịa để tổng duyệt cho ngày hội Cùng Cool Làm Việc Tốt ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nè. Sáng mai sự kiện mới diễn ra, nhưng mà mỗi lần đi tỉnh diễn như thế này thì mình phải đi sớm hơn một ngày để thực hiện việc tổng duyệt, ôn luyện bài diễn và làm quen với cảm giác banh trên sân khấu, nếu không là dễ bị miss set lắm. Và dĩ nhiên khi đi các sự kiện như thế này thì mình không thể thiếu hai người em đồng hành, đó là Phạm Văn Long, Nguyễn Hải Lam. Tụi mình là một team lão làng của bộ môn freestyle football tại Sài Gòn, đi diễn lúc nào cũng đi chung hết nha. Đến tổng duyệt thì lúc trời sáng trưng, tổng duyệt xong thì trời tối thui thùi lùi luôn rồi. Và dĩ nhiên hành trình của mình thì đâu thể nào thiếu đá banh được, đúng không nào? Vậy thì cùng nhau ra sân thôi, let's go. Và mình đã hạ cánh tại gần Vũng Tàu tí xíu, sân bóng Phủi Vũng Tàu. Vừa có bàn thắng về đằng... Long có vẻ hứng thú với lại trận banh đang diễn ra. May quá không mang giày. Ghiền không? Mai đã giải rồi nha. Rồi vậy để anh. Này để anh. Vũng Tàu có sân 7 anh em à. Bình thường mấy lần trước mình đá sân sân kiểu 5 người á anh em. 5 đá một dập. Nay là được chơi sân 7. Hành trình đi đá bóng ké lại tiếp tục. Ra đại một sân banh nào đó, xin một đội nào đó đá ké, không quen ai hết, không biết họ hay dở thế nào, đối thủ đá bóng ra sao. Nhưng chính điều này mang lại cho mình một trải nghiệm thực sự thú vị. Một chạm. Ây da, tình hình là sau pha bóng này thì mình bị đau nhẹ ở vùng đầu gối nha anh em. Chà chà, trái banh hình như bị ngấm nước mưa hay sao ấy, nặng như cục đá, suốt không nổi luôn. Lắm, ok. Dễ. Trời mưa, sân khá trơn, nên những pha đi bóng tốc độ rất dễ dẫn đến phạm lỗi. Đứng kia không chạy. Đi đá ké mà lựa nhầm kèo căng quá rồi anh em ơi. Tôi đi. Đi. Bước qua, ok. Ok bơ. Mình với hổ nhảy đi. Sân trơn bóng ướt, thật là khó để xử lý kỹ thuật. Cách hóa giải đường mặt tường trong trường hợp này là giữ người đó lại. Chết mẹ. Theo Quang, đúng rồi Quang. Sorry. Đồng đội mà không phạm lỗi thì pha này mình cắt bóng phản công luôn rồi. Hey. Lại. Okay.
Chồng sơn đấy. Hay chà, pha này trọng tài cho lợi thế thì ngon rồi, toàn người bên mình không à. Số 79 sẽ bắt ngoài biên, mình lót ở giữa, vậy là ok. Rồi, chào ra biên luôn. Trời. Chơi đi, chơi đi. Hai bên xúc nhau banh xác nãy giờ. Thôi mình đã kỹ kỹ xíu, mai còn đi biểu diễn nữa. Ok. Một cái vô đây. Chà chà, đồng đội truyền qua mình là bỏ túi ngay một bàn thắng rồi anh em ơi. Truyền cũng được, sút cũng ok thôi, nhưng tiếc là không vào. Quan sát thủ môn sau lưng trước khi nhận bóng. Thủ môn bỏ góc gần, dứt luôn cũng được. Làm kịp à? Hấp. Căng sức ra đá thì không dám, đá tiếp trong sân thì không hiệu quả. Thôi anh ớp vậy cả nhà. Ba mươi phút sau khi trận banh căng thẳng đó kết thúc thì mình lại kiếm được một kèo khác có vẻ nhẹ nhàng hơn nè anh em. Sút được. Ok. Biên lại. Ủa, áo vàng đó là bên mình hay bên đối thủ vậy? Cả biên lại. Hai đội mặc đồ lại sang ngầu nên hơi khó phân biệt. Người ta đá yếu thì kệ người ta, mình vẫn lo đá tốt phần của mình ăn ngang. Chưa mặt. Hey. Yeah. Nè, ngang.
một chạm. Đây em. Thiệt luôn, nhấp thẳng qua đây không phải là lựa chọn sai lầm đâu. Đây em. Về lại, về lại. Ngang. Keeper lên. Các bạn số 12 đỡ banh hỏng nãy giờ là người ghi bàn đó cả nhà. Đây, đây. Tiếp cái nữa. Ok. Đây 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 đây. Một. Từ 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 từ. Ổn anh? Ổn không? Hay không không ổn lắm kìa. Ổn không? Đau hả? Mới đẩy em cái, đẩy. Kéo ra hả? À, kéo ra. Thẳng giò hả? Thẳng giò ra. Đau không? Ra chùm đá đi, ra chùm đá đi, đừng đá nữa. Đá rồi đấy, đá. Ra chùm đá đi. Ok. Tiếp tục trận đấu thôi nào. Ôi. Sao không sao? Không sao anh, tay đã. Tay em đỡ. Tay cứng hơn sắt hả? Tay cứng hơn sắt hả? Đi luôn. Chào đi. Trời ơi. Sừng bên đây luôn. Đào giảm màn. Ở đây còn trận banh nữa. Chắc xin đá tiếp. Chứ nãy trận kia đá được có xíu à. Vẫn còn có thể chơi tiếp được. Qua xin ché hai đội này. Chơi tiếp nha. Chơi luôn, chắc luôn. Kì nha mời, không ai hết. Kệ luôn, kệ luôn nha. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Nè nè nè. Nè 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 nè. Cầu luôn, cầu luôn. Ngược lại, ngược lại. À. Đỡ bên. Ok. Ok. Vậy luôn, ok. Con em. Ôi sao lại. Ai vậy? Một mình hả? Ôi, đúng rồi. Ok. Trái banh trúng thẳng mặt, rách môi, choáng váng, nhưng ráng gồng đá tiếp. Giữ được. Chúng ngay chấn thủy, thốn quá xa thốn. Thôi, nghỉ. Ba trận. Tất cả ba trận banh rồi mà vẫn đi diễn bình thường nha anh em. Mặc dù là rất là mệt, thể lực vẫn đảm bảo để ngày mai chơi, không lâu. Let's go. Trận đầu thì kèo căng quá, sợ bị chấn thương. Trận 2 thì cả đội yếu quá, không thể hiện được gì. Trận 3 thì chưa kịp đá thì ăn hai trái banh, đau quá xả ra sân luôn. Một ngày đi đá ké quá xá thất bại nè anh em ơi. Ai thấu cho nỗi đau này thì tải cho mình cái comment với nha.
buổi sáng ngày hôm sau. Anh em thấy hay thì like đăng ký kênh đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Mình Phạm Thi, Phạm Văn Long. Xin chào các bạn. Bye bye.